Nga xin kính chào tất cả quý vị đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là tối thứ hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021. Hôm nay Nga tính không có làm video cho quý vị nhưng mà khi mà Nga vào Nga trả lời những cái câu hỏi đó thì có một vị hỏi về cái số tiền hoàn thuế, cái cách đưa số vào. Nga đã trả lời rồi nhưng mà Nga thôi Nga nói là thôi để Nga tranh thủ Nga chia sẻ để cho nó rõ hơn cho quý vị một chút xíu. Dạ, thì đồng thời Nga cũng xin chia sẻ trong cái video này là 49 tiểu bang nhận được cái số tiền 3.000 đô la. Tất nhiên là được nhận được 10 tuần trong đó là 300 tiền của liên bang và có thêm những tiểu bang ngưng tiền thất nghiệp đây là thông tin mới nhất tổng cộng là 24 tiểu bang ngưng cái tiền 300 trên tuần và những quý vị nào mà chưa nhận được cái số tiền 1.400 đô la thì làm sao để mà yêu cầu IOS um, truy tìm dùm tính dụng thế trẻ em 300 trên tháng này á thì cái mẫu mà trực tiến trên cái trang ios khi nào mở và những điều cần lưu ý và phần kế tiếp là tiền hoàng thế hỏi và trả lời nga kính mời quý vị theo dõi với nga các phần chi tiết sau đây và nga cũng kính mời quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của nga đồng thời ủng hộ kênh nhấn like nhấn share nga xin chân thành cảm ơn sự hào phóng và ủng hộ của quý vị rất là nhiều Dạ, thông tin đầu tiên là những tiểu bang đã trả cái số tiền 300 trên tuần đó quý vị là của liên bang và hiện tại là đã, trực, đã trả được là 10 tuần trong đó có tất cả là 49 tiểu bang và DC nữa. Thì những cái tiểu bang đây đó quý vị là tất cả là những tiểu bang này này từ Alabama cho đến Louisiana đó quý vị là trả được 10 tuần rồi là được 3.000 tổng cộng. Dạ, tiếp theo là Maryland, Massachusetts dạ, cho đến Uh, New Hampshire dạ. Yeah. Thì trong đó ngoại trừ là tiểu bang, tiểu bang New Jersey là trả là 9 tuần Dạ, yeah. 9, um, 9 tuần, dạ yeah, đúng rồi 9 tuần là chất nhiên là 2 ngàn á Dạ, yeah, trả hàng bảy còn lại là những tiểu bang khác Và trong đó có DC Thì là trả là 300 và trả được là 3 000 rồi đây tất cả những tiểu bang này đây quý vị trên cái màn hình đây ha nga không có đọc từng tiểu bang đó thì nga đọc à, chung như vậy dạ yeah. phần kế tiếp là tiền thất nghiệp 300 trên tuần của liên bang những tiểu bang đã cắt cái số tiền 300 trên tuần trong đó có thêm hai cái tiểu bang nữa thì nga xin được phép đọc nhanh qua tiểu bang alabama là bắt đầu là 19 tháng 6 là cắt nha quý vị. Alaska 12 tháng 6, Arizona ngày 10 tháng 7, Arkansas 26 tháng 6, Georgia 26 tháng 6, Idaho 19 tháng 6, Indiana 19 tháng 6, Iowa 12 tháng 6, Mississippi 12 tháng 6, Missouri 12 tháng 6, Montana 12 tháng 6. 27 tháng 6, New Hampshire, 19 tháng 6, North Dakota, 19 tháng 6, Ohio, 26 tháng 6, Oklahoma, 26 tháng 6, South Carolina, 30 tháng 6, South Dakota, 26 tháng 6, Tennessee, ngày 3 tháng 7, Texas, 26 tháng 6, Utah, 26 tháng 6, West Virginia, 19 tháng 6, Wyoming, 19 tháng 6 và tiểu bang mới nhất hôm nay. Cắt tiền thất nghiệp là Florida sẽ ngừng tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang 300 trên tuần vào 26 tháng 6 nha quý vị. Kế tiếp là thống đốc của tiểu bang Noraska, ông Riskett đã cho biết rằng số tiền 300 trên tuần của liên bang sẽ kết thúc là vào ngày 19 tháng 6 nha quý vị. Và đồng thời ngoài ra Noraska cũng yêu cầu tìm kiếm việc làm khi mà quý vị khai tiền thất nghiệp và bắt đầu là áp dụng vào là tháng 7 này. Như vậy là cho tới bây giờ là những tiểu bang là tổng cộng là 24 tiểu bang là ngưng tiền 300 trên tuần của liên bang. Đồng thời là trước đó Nga có chia sẻ đó quý vị những tiểu bang mà yêu cầu tìm kiếm việc làm ấy, nhưng mà thật ra đó là hầu hết các tiểu bang người ta yêu cầu tìm kiếm việc làm và chứng minh là cái công việc làm của quý vị Dạ như vậy là phải là chứng minh quý vị đi tìm việc làm trong cái quá trình mà quý vị là quý vị là certify. Dạ trên cái màn hình đó quý vị là những cái phương thức mà cái số tiền 1.400 đô la IS gửi cho quý vị là gửi trực tiếp vào ngân hàng là 5 ngày. Gửi qua về cái địa chỉ qua thư là 4 tuần là gửi là qua thư về cái địa chỉ của quý vị nhưng mà sau đó đó là quý vị, quý vị là dọn đi chỗ khác chẳng hạn là cái địa chỉ không có đúng thì bắt đầu là người ta là à, yêu cầu tất nhiên người ta gửi lại cho quý vị tất nhiên là 6 tuần và gửi thư qua bưu điện là cái địa chỉ ở nước ngoài là ngoài nước mỹ đó quý vị là 9 tuần như vậy thì trong cái bốn cái trường hợp này là đây là cái thời gian mà quý vị qua cái thời gian này, sau cái thời gian này đây là quý vị không có nhận được Thì quý vị yêu cầu IOS để mà truy tìm cái số tiền 1.400 dùm cho quý vị Bằng cách nào thì Nga sẽ chia sẻ ngay sau đây Tất nhiên là ví dụ như gửi vào ngân hàng cho quý vị 5 ngày Quý vị thấy là 5 ngày gửi vào nhưng mà cái số tiền không có thấy trong ngân hàng Thì bắt đầu là quý vị yêu cầu IOS um, tìm cho quý vị Như vậy thì yêu cầu tìm cái số tiền 1.400 đô la cái steam lịch chắc lần thứ ba đó bằng cách nào có những cách sau đây thứ nhất là quý vị gọi vào iOS theo cái số điện thoại 800 919 9835 một lần nữa 800 919 9835 hoặc quý quý vị gửi thư hoặc là quý vị gửi cái fax bằng cái biểu mẫu điền cái mẫu mà 3911 đó quý vị là hôm trước Nga có chia sẻ trong cái video á là Nga có gửi cho quý vị cái đường link này mà nếu như mà quý vị vẫn cần cái đường link đó thì quý vị Nga mời quý vị để lại cái tin nhắn á dạ rồi xong rồi đó Nga gửi cái link cho quý vị để mà quý vị nhấn vào đó dạ nhấn vào đó thì nó đưa trực tiếp cho quý vị luôn Phần kế tiếp là cái tín dụng thế sẽ em như quý vị biết là quý vị những ai mà có đủ điều kiện là thì quý vị sẽ nhận được là 300 trên một tháng từ tháng 7 cho tới là tháng 12 hoặc là 250 đô la cho một tháng từ tháng 7 đến tháng 12. Và nếu như mà những quý vị nào cần bổ sung thêm thông tin thì iOS sẽ ra một cái gọi là cái portal, tức như là cái cổng thông tin hoặc là cái mẫu trực tuyến trên cái trang s để mà quý vị vào đó quý vị bổ sung cái thông tin bổ sung những thông tin nào ví dụ như những quý vị thường thường là quý vị không khai thuế nhưng mà bây giờ quý vị cần khai thuế để mà nhận à, cho trẻ em cho con cái của mình nhận cái à, đủ điều kiện nhận cái tín dụng thuế trẻ em đó thì quý vị cần vào sử dụng cái cái mẫu đó hoặc là quý vị bổ sung thêm những người phụ thuộc có số lượng à, người phụ thuộc ví dụ như là quý vị xanh à, em bé chẳng hạn mới sanh năm 2021 hoặc là ngày dự xanh trong 2021 quý vị cần vào để mà à, cập nhật hoặc là quý vị nào mà không có muốn nhận hàng tháng từ tháng 7 tới tháng 12, quý vị chờ cho tới năm 2022 nhận duy nhất một lần thì quý vị cũng vào trong cái form đó để mà quý vị là à, cập nhật, à, điền vào. Nhưng mà cái form đó là bao giờ có thì người ta nói rằng là cái form này là sẽ có trước ngày 15 tháng 7. Nhưng mà cái ngày chính xác thì cái ngày nào thì iOS chưa có thông báo nha quý vị. Nếu như mà có cập nhật thì Nga sẽ là, khi nào có cập nhật thì Nga sẽ chia sẻ đến bà con. Dạ, cái phần hỏi là cái tiền hoàn thuế đó quý vị. Where's my refund? Là cái phần 1.200 đô la hoặc là cái tiền mà quý vị khai thuế và sẽ là được nhận lại thì quý vị vào trong đây để mà kiểm tra cái tình trạng của mình. Còn nếu như mà quý vị hỏi là quý vị đã vào đã thấy được cái số tiền thuế hoàn lại của quý vị rồi, còn cái số tiền mà trong cái 10.200 này thì sao? Là cái 10% đó thì Nga xin thưa rằng là cái trong cái này đó quý vị thì iOS là không có cái cái phần mà wear may defend này quý vị không có kiểm tra riêng cho cái số tiền miễn thuế trong cái số tiền 10.200 đô la này dạ, trong cái video trước nha cũng có chia sẻ đó và ngay sau đây thì nga chia sẻ một lần nữa cái phần này cái cách mà đưa vào thì quý vị đưa vào cái số an sinh xã hội quý vị thôi là cái này là của liên bang như quý vị dạ đưa số an sinh xã hội vào và dưới đây quý vị chọn à, một trong năm cái điều kiện này là cái điều kiện nào là áp dụng cho quý vị thì quý vị nhấn vào một cái thôi ví dụ như là à, độc thân kết hôn khai thế chung kết hôn khai thế riêng và cái người đứng đầu trong gia đình hoặc là quá người quá phụ là trong đây đó và cái số tiền đưa vào như thế nào thì nga xin chia sẻ cái um, một vị hỏi đó thì trong đây quý vị thì cái dollar sai tất nhiên là cái số cái dấu um, um, cái dấu tiền nè nó có sẵn rồi thì quý vị chỉ cần đưa vào cái số mà tiền hoàn lại của quý vị ngay cái như thế này ví dụ như trong trường hợp này 8.900 đây thì quý vị là 8900 quý vị đưa vào chứ không có dấu phẩy không có cái gì hết nha quý vị dạ như vậy đây là cái cách kiểm tra tiền hoàn thuế của liên bang áp dụng cho 50 tiểu bang là trong có DC nha quý vị kế tiếp là bây giờ đó là đây là tiểu bang một lần nữa, cái hôm trước nghe có chia sẻ đây là cái tiểu bang, ví dụ như California, quý vị cần điền vào là cái số an sinh xã hội, rồi cái địa chỉ nhà của quý vị, rồi cái zip code. Sau đó, cái phần tiền mà đưa vào như thế nào? Thì trong trường hợp này, trên đây người ta có nói là quý vị, quý vị đưa tiền, cái số tiền không có dấu chấm, không có bất kỳ cái ký tự nào hết. Ví dụ như là 8.240 đồng thì quý vị 82400 chứ quý vị không có dấu phẩy cũng không có dấu chấm nha quý vị sau đó quý vị nhấn vào đây đó là nó sẽ hiển thị lên cho quý vị ngoài ra cũng có một anh hỏi rằng là khai thuế nhưng mà không có nhận được tiền lại mà phải trả ngược lại cho IS thì làm sao để mà đưa cái số tiền vào hay như thế nào thì trong đây Nga xin thưa rằng là cái cái phần này đó quý vị người ta không có nói rằng là thiếu ngược trở lại là sử dụng cái này chỉ là những quý vị nào có cái tính dụng thế hoàn lại được trả dạ yeah, thì quý vị sử dụng cái này thôi còn nếu như mà quý vị thiếu nợ lại thì quý vị ghi chắc để mà trả lại cho ios hoặc là thỏa thuận giữa ios và quý vị như thế nào thì quý vị làm theo thôi chứ trong đây là nó không có um, có đề cập tới vấn đề đó nhưng mà quý vị cũng có thể thử Quý vị thử là cứ đưa vào cái con số mà quý vị là thiếu trừ tiền lại iOS, ví dụ như là 84200 thì quý vị cứ nhấn vào, cứ đưa vào và nhấn thử thử nó có hiển thị như thế nào không? Dạ. Yeah. Khi mà quý vị thiếu tiền lại của iOS chứ chứ vị là tiền lại sửa thế đó. Thì quý vị là cần ghi cái tấm check. quý vị trả liền nha quý vị. Dạ, yeah. ngoại trừ là có cái sự thỏa thuận giữa iOS trả hàng tháng hay như thế nào nhưng mà quý vị phải cần trả liền chứ không là người ta sẽ lại um, yêu cầu quý vị trả cái tiền interest, ấy, cái uh, cái tiền lời á. Dạ, cho nên là quý vị lưu ý cái điều đó ha. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị người quen lẫn không quen nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now."